Chào Ba Phi, chào lại tất cả các anh em nha. Nay cùng năm anh em trên chiếc xe tăng các bạn đi. Đây là ba thành viên. Đây thêm một thành viên là em này tên anh, các bạn cũng đã quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc ở dưới Bảo rồi ha. Với mình nữa là năm năm anh em nha các bạn. Nay đi tắm sông, gặp gì bắt nấy các bạn. Mùa nắng nóng là đất nó quá tạo tự nhiên, nước nó cũng nhìn thấy đẹp ghê các bạn. Đó, các bạn thấy không, giống như mà nó đất độ tự nhiên nó khô, nắng nóng nó nứt mà giống như mà gạch lót các bạn. Chưa chết luôn Chết chết nữa. chết chết hết rồi, nó chết, chảy máu rồi. Xạ thủ quảng cáo sao các bạn? Chết 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 rồi. Cái bên nè, tàu lá dừa kìa, con tàu lá dừa kìa. Nó còn tàu lá dừa kìa. Để xuống bắt luôn kìa. Con này chui hang hả? Chui luôn nè. Ê, con chảy máu nó động, nó còn chui được ta. Chui hang nãy hả? Hang kia à, hai lan nhỏ nhỏ chảy máu á. Đồ. Hang đó. Cái này thì xong cu bắn chết mà xong cá bắn không chết à? Còn con kia kìa. Nó con kia đút vô hang luôn rồi. Được đó. Ba con. Nãy quay không không quay được cảnh rồi bắn. Thôi bữa. Giờ muốn quay lại dễ ẹ cái gì đâu, bắn cái. Các bạn. Cu bảo. Được không? Ôi, chết luôn. Rớt luôn các bạn ơi. Để quay xong chút xíu xuống ta tắm. Đó. Buồn lắm, xét đầu. Đó, còn nó cả thấy không? Đầu. Lúc mày kêu không? Ừ. Dạ. Ừ. Đây, Bảo đang bắn cá sao các bạn? Đuổi cá chứ bắn cá gì? Đuổi vậy nè. Trời ơi! Xạ thủ đẳng cấp. Đâu? Bảo mai mốt về mà hỏi chú hai mà có đẳng cấp là bắn cá không sao nè, chứ bắn cu thì chỉ bắn chim trên trời là bình thường, bắn chim cu cá dưới nước kìa mới xạ thủ. Nhỏ nhỏ lụm luôn. Ù mới nhóc luôn cả, em đợi mấy con bự nó bò vô. Nhiều cá quá các bạn ơi. Rồi chết luôn hả các bạn? Rớt. Rớt các bạn. Rớt rồi. Rớt rồi, farm. Rồi các bạn. Thành quả đi bắn cá không sao được như đây các bạn. Tại vì giờ này nước cũng lớn rồi. Bây giờ mình đem ra mình nướng nha các bạn. Chút nước lớn nó kêu đầy luôn á. Bảo mà cầm cái đổ mày vô ngồi kế bên nó lửa chụp làm anh bìa, bảo có đâu thiệt bò có đâu, cầm cá không sao đút vô miệng à, như không phải đút miệng như giả bộ làm cái hình thức vậy mà. Rồi lên cái anh bìa là thấy liền. Ủa cái gì nãy dục đâu anh? Lại cho có than đi bỏ vô. Giờ đốt lửa đại có than nướng nha các bạn. Cháu sao ở đây ta tiếp bạn kêu nè. Đi được đó ra ngoài ta đóng luôn. Tiếp nữa bạn kêu. Nó giờ đốt lửa nướng cám sao các bạn. Chạy không? Chạy ăn được. Ủa còn sống các bạn ơi. Đây là cũng được 2 con. 2 4 6 8 10. Hết thể là tổng hết thể là 15 con nha các bạn. Mấy con một có mấy con thì nên nó em nên nó đi tập, còn mấy con là do Bảo nó bắn dằn nái các bạn.
Tại mấy con thục nãy mình qua mình chủ yếu mình tưởng mình đi chơi, ai ngờ thấy có mà kệ, thấy mình là lạ rồi mình quay lên cho các bạn xem luôn nha. Thì cá mú sao này nó rất là hiếm, nó nhát người lắm. Cái này là ví dụ ở Bến Tre cũng có nữa, mà thường thường ta đi thục hoặc ta đi thổi, mà ở đây đi chơi bắn ná. Cá mú sao này ăn rất ngon các bạn, này kho tiêu nó cốt và cũng ngon đó. Cá này mập hàng con nào cũng nấy là như vậy nè. Nó kèm thêm chén mía ớt các bạn. Cái này là kho tiêu hoặc kho nước cốt dừa, kho sả, nói chung là cái này chiên đồ ăn cũng ngon, ăn luôn xương các bạn. Cá này ăn nói chung là nó thiên nhiên ăn rất là tốt nha các bạn, chứ không có gì á, không có tanh, cá này mình ăn sống được luôn á. Mình vừa làm vừa quay các bạn thông cảm các bạn. Coi nó hơi bị lắc. Nóng quá, ý là chưa ra vườn mà vàng nóng á. Nó cũng bao. Sao không giặt đầu nữa. Có điện lên là 1 2 3 đấy chưa. Tiêu ăn cơm rồi dừng thử cơm, tô ăn 2 con là dư. Cá chỗ này mà cá mập không qua qua bên đây nè. Là vàng ông nó nãy chở vô hả, để cho ta xong kêu tưởng em thôi. Nghe nó nằm ở đâu? Nó chơi cái gì cầm phú qua phà. Khúc ngoại hả? Ở đây kế bên đây cũng có dạng nè, dạng. Tao tao lại cắn tao là chuối giùm tao. Chút bỏ cá vô. Kế bên này như có nhạc nghe các bạn. Bất cứ khéo không biết mình về, nếu mình đăng bị bản quyền mình không có đăng nha các bạn. Đây kế bên có đám giỗ giờ đang hát nhạc sống. Thơm đó anh, có con thơm là coi trở lại để mất công chút nó chín cái gấp rồi đây quay chưa. Nóng điện thoại luôn. Từ nào có con hả? Từ nào giờ có con hả? Gấp cái dĩ ra luôn rồi đem gấp lại. Cái lửa. Gấp đi lấy cái dĩ ra luôn rồi gấp trả lại trả nóng. Giờ làm biết bắn cái nhỏ bắn cái bự. Đấy cái cây này.
Không mà cá này ăn sống sống được, cái tại cá này nó sạch. Con bỏ vô chính giữa nè. Má như đây là con cơm thầy luôn. Dừng dừng vô. Coi rồi, coi lành. Coi hồi trước, cắn đi ngon. Lúc mà ngay trên tìm cho quá đó. Cá bự không? Đang ngói luôn. Đây là tại đây. Không sao, không sao. Không sao đem bịch đạn qua đây bắn. Này này hai thằng bắn chừng 20 con về ăn tới bà luôn. Đi đông đông con nào rút vô hang hãy xuống thục. Bản có ai bắn nữa không? Dạ. Bản có ai bắn nữa không? Có bắn nhóc cũng càng đồng ở nhà. Không có quen không á, dẫn qua đây chơi. Có. Thầy cái anh thở qua đây nè, anh Tây á. À. Bắn dữ không? Bắn cũng được. Với ông trưởng môn tập vậy tập cho bắn á. À. Bắn cho mới thò á. Rồi ông má, còn cái trê nó còn ăn được nữa. Cái này bình thường, cái này sạch. Cái này đập bụng không có mẹ đâu. Chắc mũi tiêu ở ngoài sao rồi bảo. Cái này ăn cái gan vô anh dứt nên. Ăn cái gan á. Cào cào giải ra ăn được rồi. Giờ ăn nướng nướng. Mấy con khét nè, nó chín chắc luôn á. Đụng mấy con khét nó mới ghê á, thà mày ăn mấy con mà như nè. Nó mới ngon á, giờ chín rồi các bạn. Giờ cũng mời anh em thưởng thức nhục mình cá bóng sao nướng mồi chấm muối ớt các bạn. Má. Ê, sinh tồn món ăn rừng là kinh của ai ta? Nước ngoài. Không, nếu ở cái kinh của dân hang của anh cũng có kinh sinh tồn người rừng nè. Không biết kinh nó kinh gì của anh mẹ rồi. Kinh mà mấy đứa thích ăn đồ nước ngoài nó không có nói chuyện á. Thú thú á. Mà người ta coi dữ lắm. Má nói giả tạo. Ừ đúng rồi, mà mấy cái nước ngoài nó ăn nhìn nó ghê chứ. Giả tạo rặt. Mà nó ăn đội còn mấy cái giống như là mà Phật thôn không phải là nó dơ nha, nhưng mà thấy rồi nó để nó ngốn ngốn rồi nó ăn nhìn thấy mà thèm luôn á. Mà miệng mồm á. Ừ, chảy chìm nhem à. Nước cá tra mới chín không nữa mà nó ăn nó thấy thèm quá, thèm thiệt luôn á. Cá tra bá đúng không? Nó ngoài em vô không? Đây mà coi nó... mấy khúc mà nó lặn theo nó bắt cá luôn rồi dạ. Nó còn giữ nữa này chứ. Ăn cái đầu heo mới ghê. Nãy không kéo sinh mãi thì khó không mà. Gặp mấy con cá sông mà nó bắt được vậy mới sợ. Thì mà ra ngồi ăn không được. Mấy đứa ăn xong vậy đau bụng cái bà luôn. Gá quá trời luôn chứ. Làm mình miếng các bạn. Đó, trí ăn này trí ghiền á. Đợt đó mày qua thì chè thì tôm. Mà đợt đó qua đâu có, hình như đâu có cá đâu. Có mấy có con hai con ăn ủ ăn tôm mà không có cá luôn mà. Nước ăn tôm đã luôn. Mời các bạn nha. Bạn thấy không? Cá quá đã các bạn. Để nhìn chất luôn nè. Má quá ngọt. Quá ngon. Quá đã. Má thiệt. À, xương mềm xương. Không xương xương này ăn luôn mà. Xương nước luôn. Quá đã. Đúng bài. Ngọt ngay luôn. Đậu tanh đâu. Ngọt cá lóc nữa, ngon cá lóc nữa nha. Mình hứa với các bạn cá này mai mốt mình sẽ review các bạn ăn sống. Tái danh ăn cho các bạn coi bảo đảm luôn. Ba Phi nói ba Phi làm được thiệt. Cá này ăn không gì. Quên nó bật mí rồi người ta biết. Nó chuyên thành phạm nó ăn cá trà nó vẫn ăn. Bên Bến Tre mà không có cá này à? Có chứ, mà thầy theo quyện chứ hổm đi giao lưu bán nào không có à? Có thì có, bữa hổm nó cũng mới đi thục đó. Có không? Có nhưng mà cá nhỏ nhỏ mà nó không thục giống như bãi biển sông với mình này nè. Đây nè, nãy ngày chỗ sông bắn nhiều á các bạn. Sông cá nhỏ mà lọc giải ra nhìn thấy ngon ghê không các bạn? Cái này cá mày cụ nè. Chăm miếng mua ớt nè các bạn. Quá ngọt. Cái xương nó béo. Béo. Cái xương béo dữ lắm nha.
luôn được. Nhai luôn. Đang mà đấy đang vàng sao nhai được. Nó nãy quên lấy cây. Làm gì? Để ăn thoải mái. Đây quay không? Đâu chị Biêu ơi. À các bạn. Này giờ mình nhờ em Linh quay giùm mình lấy tay mình lột ra đây các bạn. Rùng như vậy. Sao thật thiếu à? Quá đã không? Chấm muối các bạn. Mời mời anh em nha. Thôi đã. Má. Xuống 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 đấm nha bác sĩ. Đã mới xuống đấm bác sĩ. Còn đầu các bạn. Còn các bạn đầu này béo cực kỳ luôn. Mà cái mà này mở cái mắt. Thôi. À, người sẵn chính vậy. Má đầu béo. Béo đã à, xương béo rồi. Xương cũng béo nữa. Xương béo mà sao còn xương cái đống vậy này? Đậu mà. Ăn cái gan á, gan cũng ngon lắm á. Gan lúc nào cũng béo. Ừ, đúng rồi, ăn gan béo lắm. Cá này giống chưa chín lắm nha. Kìa. Cá này vừa tái nè. Vừa tái. Vừa tái. Đây, để review vừa tái rồi. Cái đầu này hai bỏ uống nha. Còn đầu béo quá mà không bỏ luôn à. Biến rộng. À, bảo thấy vừa tái nha. Chấm. Review cho Bảo đi. Cá này cầm tính người của Bảo mắng nha các bạn. Phê luôn nha. Ngon quá ngon. Sao không? Nè con. Đầu các bạn. Đầu các bạn thấy ngon không? Đó, ăn vậy mới ăn các bạn. Quẹt ơi. Quẹt chấm ớt cái nè. Đó. Rồi mà đừng các bạn. Ủa, ai gọi điện kìa Bảo. Quá ngon. Rồi kết thúc video tại đây đi. Rồi cho video chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video sau nha. Nếu mà các bạn thấy hay like và share và đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Chào tạm biệt các bạn.